Những thùng xốp này được đặt giữa đường, không phải để bỏ rác, mà được dùng để cảnh báo cho người tham gia giao thông giảm tốc độ khi đi ngang qua đoạn đường này. Theo người dân sống quanh khu vực đường Phạm Hùng, đoạn giao nhau với hẻm 34, sau khi thi công hệ thống cống thoát nước thải, đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng không như ban đầu, khiến việc lưu thông gặp khó khăn, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là vào ban đêm hoặc trời mưa. Học sinh tị nạn, người đi đường tị nạn, ra cái quanh này là tị nạn. Cho nên với tôi để đó, mà nhiều người thì tôi thấy như tôi có giảm cân đâu. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.